danh từ mà tận cùng bằng dấu mềm thì sẽ thêm y. Và nếu danh từ tận cùng bằng đuôi phụ âm y thì sẽ là thành nguyên âm y. Đó là chúng ta nói về ba cái định dạng của danh từ giống đực số nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy ví dụ. Chúng ta sẽ có các ví dụ như sau. Đối với danh từ mà kết thúc bằng phụ âm, chúng ta sẽ có từ stone, đó là cái từ mà chúng ta thấy là nó phổ biến nhất, stone. Đấy, stone. Từ thứ hai chúng ta có từ don't. Từ thứ ba chúng ta có thể lấy từ javot. Đó. Chúng ta có ba từ này. Các em có nhìn thấy màn hình rõ không? Alo. Dạ alo. Có. Đấy. Tag. Các em xem mà có gì thì cho ý kiến ngay nhé. Đó, ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta sẽ thêm đuôi ư. Ở đây chúng ta thêm đuôi ư. Đó. Chúng ta có gì nào? Stone đọc là stalui. Stalui. Zont. Zantui. Zavot. Thêm ư. Zavot dui. Nó có nghĩa là số nhiều. Đấy. Stone là một cái bàn. Stalui là nhiều cái bàn. Zont. Zont là một cái ô. Zantui là nhiều cái ô. Zavot là một nhà máy. Và Zavot dui là nhiều nhà máy. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem đó là định dạng thứ nhất của danh từ giống đực ở trong tiếng Nga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem định dạng thứ hai. Định dạng thứ hai đó là định dạng khi mà danh từ được kết thúc bằng một dấu mềm. Chúng ta sẽ có từ parthfiel. 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 Đó là danh từ mà kết thúc bằng L và dấu mềm. Khi sang số nhiều sẽ chuyển thành parthfiel. Lì. Ý nói là nhiều cái cặp. Parthfiel là một cái cặp. Và nhiều cái cặp sẽ là parthfiel lì. Chúng ta nhìn thấy đây là đuôi lì. Đuôi lì. Đấy. Đó. Tác vột. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem định dạng thứ ba. Định dạng danh từ giống đực mà nếu kết thúc bằng đuôi là một phụ âm y. Trên thực tế thì cái định dạng này nó rất là ít. Có thể nói là khá là hãn hữu. Chúng ta rất ít gặp chúng đấy. Chúng ta có từ musei, đó là một cái từ phổ biến nhất mà người ta hay dùng. Từ thứ hai tramvai đấy. Tramvai. Trên thực tế thì tôi cũng thường thấy sử dụng hai cái từ này nhiều thôi, chứ còn những cái từ khác thì hầu như là không thấy, bởi vì ta có những cái từ khác nó không phải là cái danh từ đếm được, cho nên là lúc nào nó cũng ở số ít. Đó, cho nên là chúng ta lấy hai cái danh từ này làm ví dụ. Và ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gì? Danh từ có đuôi y, chuyển sang đuôi y. Musei, musei y, musei y. Đấy, đó. Thế và tramvai, tramvai y. Nhất trí chưa nào? Có gì khó hiểu không nào? Các em có hiểu hết chưa? Alo. Alo. Rồi, vừa rồi chúng ta đã làm gì nào? Đó là chúng ta đã biến đổi các danh từ giống đực sang số nhiều. Nó gồm có ba định dạng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi các danh từ giống cái sang số nhiều, và ở đây chúng ta cũng gặp ba định dạng. Định dạng thứ nhất là nếu danh từ có đuôi a thì sẽ chuyển thành đuôi ư. Danh từ có đuôi dấu mềm thì chuyển thành đuôi y, tương đương như là cái danh từ giống đực. Và định dạng thứ ba là nếu danh từ có đuôi ia thì sẽ chuyển thành đuôi y y. Đó. Thế rằng ta sẽ cùng nhau lấy các ví dụ. Đầu tiên chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Chúng ta sẽ có ví dụ comnata. Comnata. Đấy. Comnata là căn phòng. Từ thứ hai masina. Masina là cái ô tô, đúng không ạ? Đấy. Đó. Bây giờ chúng ta có thể lấy từ thứ ba nè. Từ thứ ba chúng ta lấy danh từ chỉ người, sistra. Sistra. Đó, chúng ta có ba danh từ này đấy. Đó. Ba danh từ này là ba danh từ chỉ giống cái, của giống cái đấy. Ở đây chúng ta nhìn thấy là các danh từ giống cái này nó có đuôi đuôi a vuốt là vuốt đấy. Theo lý thuyết thì là gì nào? Nếu danh từ giống cái mà có đuôi a khi sang số nhiều thì nó sẽ có đuôi ư, chuyển thành đuôi ư đấy. Đó, sẽ chuyển phần này xuống dưới đấy. Đó, vuốt là хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành đuôi ư. Комната là một căn phòng, комнаты là nhiều căn phòng đấy. Машина là một cái ô tô, машины là nhiều ô tô. Сестра là chị em gái, và сестры. Đây phải đọc là сестры.
Sister, nó chuyển trọng âm ra đằng trước đấy, thì là nhiều chị em gái đó. Chúng ta thấy cái việc chuyển từ danh từ từ số ít sang số nhiều rất là dễ, chỉ có điều là khi mà chuyển một cái danh từ nào đó sang số nhiều, chúng ta cần phải nói đi nói lại một vài lần để cho nó nhớ đấy. Tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sẽ thấy có một sự trùng lặp giữa danh từ giống đực và danh từ giống cái ở đây, là nó giống nhau là có đuôi y đấy. Khi danh từ giống cái, chúng ta sẽ có danh từ chitrat. Chitrat là danh từ giống cái có đuôi là giống mềm. Khi nó sang số nhiều thì nó thành chitrat. Chúng ta nhìn thấy đây là có đuôi y, chitrat gì, chitrat gì đấy đó. Tác vụt. Thế như vậy là đây chúng ta nhìn thấy đó là cái sự tương đồng giữa danh từ giống đực và danh từ giống cái, nó khá giống nhau ở chỗ đó đấy đó. Vút tạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem định dạng danh từ giống cái nhưng mà có đuôi ia. Danh từ giống cái có đuôi ia khi sang số nhiều sẽ thành đuôi i. Chúng ta sẽ lấy ba ví dụ, có thể là lấy ba ví dụ hoặc hai ví dụ cũng được đấy. Chúng ta sẽ có danh từ đầu tiên chưa cha. Chưa cha là bà cô đấy, chưa cha. Chưa cha. Danh từ thứ hai chúng ta stát cha, stát cha đấy. Và danh từ thứ ba phơ ta g graphia, photographia. Danh từ này nó dài hơn một chút đó, tác bột đó. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là các ví dụ của danh từ giống cái mà có đuôi ia. Chúng ta sẽ cho nó thành cái màu khác nhé, để cho nó đồng nhất tốt tạc của đấy đó. Đây có đuôi ia, đây có đuôi ia. Thế và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nó biến đổi sang số nhiều, nó sẽ biến đổi như thế nào. Ở đây theo lý thuyết là gì nào? Danh từ giống cái mà có đuôi ia khi sang số nhiều nó sẽ chuyển thành đuôi y đấy, y đó. Chưa chi, chưa cha là một bà cô, chưa chi là nhiều bà cô. Stát cha là một bài báo, stát chi là nhiều bài báo. Photographia là một bức ảnh, và photography thì là nhiều bức ảnh đấy đó. Tác bột thì đến đây chúng ta đã cùng nhau biến đổi xong cái phần danh từ giống cái mà từ số ít sang số nhiều. Có ba định dạng: định dạng đuôi a thì thành ư, định dạng đuôi giống mềm thì thành i, và định dạng đuôi ia thì thành cũng thành i đấy đó. Bây giờ thì còn phần còn lại của chúng ta đó là danh từ giống chung. Danh từ giống chung của chúng ta rất là hay là chỉ có hai dạng đuôi thôi đấy, cho nên chúng ta biến đổi sẽ ít hơn, chúng ta phải nhớ ít hơn. Chúng ta sẽ có danh từ đầu tiên, Arkno, Arkno, đó. Danh từ thứ hai Vino, danh từ thứ ba Pismo, đó. Chúng ta lấy ba ví dụ đó thôi nhé. Tác vụt. Arkno, ở đây chúng ta lưu ý là gì nào? Arkno, khi sang số nhiều nó sẽ biến đổi, nó sẽ thay đổi trọng âm một chút đấy đó. Arkno, Arkno, đây trọng âm rơi vào đây này. Arkno rơi vào đây đấy. Arkno, Vino, đúng chưa? Pismo, Pismo, đó. Tác vụt. Ở đây chúng ta nhìn thấy đây đều là đuôi ô, danh từ giống chung có đuôi ô đó. Thì bây giờ nó sang số nhiều thì nó sẽ biến đổi như thế nào? Tác vụt. Đó. Khi nó sang số nhiều, khi sang số nhiều thì chúng ta sẽ xem nó biến đổi nhé. Acno sẽ thành ô nào, đây sẽ thành a, thành đuôi a, ô nào đấy. Và trọng âm nó sẽ nhảy lên đây, ô nào, ô nào đấy đó. Tác vụt ở đây chúng ta sẽ biến đổi cho nó thành màu đỏ cho nó rõ này. Tác vụt. Đó. Vino thì thành vi nào, pismo pisma đấy. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy đây là gì? Có một sự chuyển đổi của cái trọng âm này đấy. Chúng ta nhìn thấy là trọng âm này nó chuyển đổi, nó nhảy lên vi nè, vino, vi nè, vi nè đấy. Pismo, pisma, pisma ô tạc đấy đó. Thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem danh từ giống chung từ số ít chuyển sang số nhiều như thế nào đấy. Acno là một cái cửa sổ, ok nè là nhiều cửa sổ, vino một loại rượu vang, vi là nhiều loại rượu vang, pismo là một bức thư, pisma là nhiều bức thư đấy đó. Đó là dạng chuyển đổi định dạng từ ô sang a, là cái đuôi của từ.
Bây giờ chúng ta sẽ sang dạng cuối cùng, đó là dạng danh từ giống chung mà có đuôi ye. Danh từ giống chung có đuôi ye, chúng ta có thể lấy ba ví dụ. Chúng ta có từ platie. Platie, platie là bạn gái nào cũng biết cái từ này đấy. Platie đó là cái áo dài đấy. Platie. Từ thứ hai nào. Từ thứ hai chúng ta có từ zdanie. Zdanie. Platie là cái áo dài, zdanie là một tòa nhà. Đó, chúng ta có từ more. More là biển đấy. Ví dụ biển Sầm Sơn, biển Đồ Sơn, biển Đông, ví dụ vậy đấy. More. Đó. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Danh từ này có đuôi là đuôi ye. Đuôi ye. Tạc zdanie, more đấy. Đó. Trọng âm nó rơi vào đâu nào? Chúng ta nhìn thấy đây là platie, zdanie, more đấy. Đó. Tác vụ. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi cái phần này sang số nhiều đấy. Số nhiều. Biến đổi sang số nhiều của danh từ giống chung mà có đuôi ye này rất đơn giản. Đuôi ye chuyển thành đuôi ya là sao đấy. Platie là một kéo dài. Platia là nhiều kéo dài đấy. Zdanie là một ngôi nhà. Zdania là nhiều ngôi nhà. Morie là một cái biển. Moria, Maria, lúc đó nó không thành Moria, nó thành Maria. Maria, đó, thế là thành nhiều cái biển đấy. Lúc đó chúng ta nhìn thấy là cái trọng âm này nó sẽ chuyển sang bên này đấy, chuyển sang bên này. Maria, Maria, bất tạc vật đấy. Cho nên là bên này chúng ta phải xóa nó đi đấy. Đấy. Vừa rồi là chúng ta đã xem xong đó là cái cách biến đổi của danh từ từ số ít sang số nhiều. Các em xem có hiểu hết không? Có câu hỏi gì không nào? Dung có câu hỏi gì không nào? Dạ không ạ. Thế Thanh có câu hỏi gì không nào? Thanh phần này đã nắm vững chưa? Biết hết chưa? Biết cách biến đổi hết chưa nào? Biết hết rồi. Đấy. Хорошо. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ lưu ý một chút. Sang đây là sang phần lưu ý của việc biến đổi danh từ số ít sang số nhiều. Phần này là cách biến đổi của các danh từ giống đực. Danh từ giống đực ở đây nó có một số cái điều đặc biệt đấy. Đó. Cho nên là chúng ta có thể thấy đây là gì nào? Chúng ta có thể ghi đây là danh từ số nhiều biến đổi danh từ số nhiều giống đực đấy. Danh từ số nhiều giống đực biến đổi đặc biệt. Chúng ta sẽ ghi như vậy nhé. Đó. Để cho các bạn danh từ số nhiều giống đực. Giống đực biến đổi đặc biệt đấy. Danh từ số nhiều giống đực biến đổi đặc biệt đó. Nó có cái điều gì đặc biệt ở đây mà chúng ta phải quan tâm vậy? Thông thường chúng ta biết là nguyên tắc của danh từ khi mà biến đổi từ số ít sang số nhiều thì nó sẽ có đuôi ư, nếu mà danh từ là phụ âm đứng cuối đấy. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là những cái danh từ này nó có biến đổi theo cái quy luật đó không. Ví dụ chúng ta sẽ có từ brat. Brat là một danh từ mà kết thúc bằng phụ âm. Về nguyên tắc ra thì chúng ta sẽ thấy là gì nào? Nếu như ở đây chúng ta nhìn thấy là danh từ nếu kết thúc bằng phụ âm thì sẽ cộng thêm ư, đúng không? Stone ta lười, zone danh từ đấy. Đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái danh từ này nó không biến đổi như thế đấy. Brat không phải là brat từ mà là gì? Bratia. Bratia đấy. Đó. Druk thì thành gì nào? Druzia. Stul thì stulia. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là một dạng danh từ nó mà nó biến đổi là nó cộng thêm đuôi giống mềm và ia ở đây đấy. Thậm chí có sự biến đổi trong thân từ druk đây thành druzia đấy. Mush là ông chồng, muzia. Sun là cậu con trai, một cậu con trai, nhiều cậu con trai. Sunavia, Sunavia đấy. Đó. Đấy là định dạng thứ nhất. Định dạng thứ hai của chúng ta, Dom chuyển thành Dama, Gorat chuyển thành Garada. Đấy là định dạng thứ hai khi biến đổi sang số nhiều. Và những dạng cái dạng danh từ này cũng có khá nhiều, thậm chí nó còn nhiều hơn cái dạng danh từ này cả đấy. Ngoài những cái danh từ mà chúng ta nhìn thấy đây, năm danh từ, chúng ta còn có thể gặp một vài danh từ nữa đấy, nhưng mà không nhiều lắm. Thế nhưng mà còn định dạng mà nó chuyển sang số nhiều mà có đuôi A này thì có khá nhiều đấy. Đó. Dom, Dama, Gorat, Garada,
Доктор, доктора, профессор, профессора, глаз, глаза, паспорт, паспорта. Да? Ý nghĩa của nó là gì? Дом là một ngôi nhà, nhiều ngôi nhà là đa mà. Город là một thành phố, nhiều thành phố là города. Доктор là một ông tiến sĩ, nhiều ông tiến sĩ thành доктора. Профессор là một ông giáo sư, профессора là nhiều ông giáo sư. Глаз là một con mắt, nhiều con mắt, hai con mắt là глаза, глаза. Паспорт là quyển hộ chiếu, паспорта là nhiều quyển hộ chiếu. Đấy, đó, à, tác vụt. À, thế như vậy thì giáo giới thiệu cho các em những cái hiện cái hiện tượng ngữ pháp này là để cho chúng ta ghi nhớ. À, đấy. À, thế và ở trong phần này thì các em thấy là thầy giáo chưa yêu cầu các em phải đọc. Bởi vì sao? Là để cho các em tập trung vào ghi nhớ cái hiện tượng ngữ pháp này. Đấy. À, nhớ đấy nhé, là các danh từ giống được, biến đổi đặc biệt. Đây cũng giống được, đây cũng là danh từ giống được. Tất cả đều là danh từ giống được. Đấy. À, có hai danh từ mà nó biến đổi cực kỳ đặc biệt, đó là cái định dạng mà nó không phải nó thêm đuôi gì cả, mà nó thay hẳn bằng một cái từ khác. Đấy. À, tức là gì? Nó thay bằng một cái thân từ khác. Ребенок chuyển thành дети. Человек chuyển thành люди. Đấy. À, đó, tương đương như trong tiếng Anh có cái từ này. Đấy. Человек, люди. Человек là một người, nhiều người là люди. Đấy. Ребенок, ребенок là một em bé, nhiều em bé là дети. Đấy. Так вот. À, хорошо. Thì như vậy đến đây chúng ta thấy đó là toàn bộ về những cái danh từ biến đổi đặc biệt của giống đực. À, và cũng rất may cho chúng ta là những cái danh từ mà nó biến đổi đặc biệt ý, thì chủ yếu là nó ở trong giống đực này thôi. Danh từ giống cái cũng có nhưng mà nó chỉ có hai từ thôi, chúng ta có thể là không đề cập đến. Còn danh từ giống chung thì hầu như là không có. Đấy, đó, danh từ giống chung có một nhóm độ khoảng 7-8 động từ mà nó biến đổi cực kỳ đặc biệt. Thì cái nhóm động từ đó, cái nhóm danh từ đó, không phải động từ mà là danh từ, xin lỗi các em, là cái nhóm danh từ đó nó biến đổi cực kỳ đặc biệt. Và cái nhóm danh từ đó nó rất có nhiều điều thú vị, cho nên là cái nhóm danh từ đó chúng ta nó sẽ phải học riêng, nhưng mà sẽ học ở chương trình A2 chứ không học trong A1 đấy, bởi vì là các em không không dùng đến nó ở trong A1. Tác vụt. À, tiếp theo, chúng ta sẽ gặp một hiện tượng nữa khi chuyển đổi từ số ít sang số nhiều. Đó là hiện tượng gì? Chúng ta đã biết rằng là nếu mà danh từ khi chuyển từ số ít sang số nhiều thì chúng sẽ có đuôi ư, danh từ giống được, hoặc là đuôi ư, danh từ giống cái. Nhưng mà trên thực tế sẽ có một số cái danh từ nó không phải đuôi ư mà là nó là đuôi y cơ. Bởi vì sao? Bởi vì là đứng sau một trong bảy phụ âm này thì nó không được viết ư mà nó phải viết là y. Đó, cho nên nó mới đẻ ra cái tình trạng là urok, không phải là uroku mà là uroki. Ruchka thành ruchki. Đấy, đánh ra a phải thành ư nhưng mà đây là thành a thành y, ruchki. Bởi vì sao? Sau k, k là không được viết ư cho nên là viết thành y. Яблоко. Mình nói luôn cả cái ý nghĩa cho các bạn dễ nhớ nhé. Thanh có thể là nhớ rồi. Urok, uroki. Đấy, ruchka là cái bút, thành ruchki nhiều cái bút. Яблоко là một quả táo, яблоки là nhiều quả táo. Книга, книга là một quyển sách, книги là nhiều quyển sách. Карандаш, карандаш là một cái bút chì, карандаши, карандаши là nhiều cái bút chì. Các em lưu ý khi mà chúng ta đọc nhiều ấy, thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào trọng âm và nó trở thành thói quen, chúng ta nhớ cái trọng âm nó nằm ở đâu. Карандаши. Đấy. Врач là một ông bác sĩ, врачи, trọng âm rơi vào y, врачи, nhiều ông bác sĩ. Đấy. Нож là một con dao, ножи, nhiều con dao, ножи. Đấy, đó. Như vậy đến đây, đến đây chúng ta đã thấy đó là gì nào? Đó là toàn bộ về phần danh từ số ít và số nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài tập như thế này. Đấy, đó. Bài tập này sẽ mời các bạn sẽ cùng đọc trước, nhẩm nhẩm trước và mình sẽ gọi từng bạn và các bạn sẽ trả lời nhé. Đầu tiên sẽ kiểm tra xem Thanh sẽ nói như thế nào nào. Это мой папа, его có chữ Илья. Это мой папа, его Илья. Его, ở đây là cái gì? Mất cái chữ gì đây? No. Nào. Tại mất cái chữ gì đây, Thanh có đoán được không nào? Его, Илья, Илья là cái gì đấy? Илья là tên đúng không nào? Đấy.
À, có phải không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ mất từ gì nào? Yevu zavut. Yevu zavut. Đấy. Zavut. Đấy. Ôi, xin lỗi em. À, yevu zavut. Zavut. Zavut là cái gì? À, ông ấy tên là... Đấy. Mất cái từ zavut này. Đấy. Đúng không? Đấy. Đó. À, Thanh có công nhận thế không nào? Có phải vậy không? À? Đâu rồi? À, có đúng vậy không nào? Đấy. À, yêu vô giá bụt y lè đấy. À, dùng cái này thì chưa biết đấy. À, giá bụt là cái gì? Tí nữa chúng ta sẽ xem nhé. À, thế bây giờ Dung sẽ đoán cái chữ này giúp thầy nào. Giúp thầy giáo xem cái chữ này là gì nào. Đây. Ôn. Và có hình ông bác sĩ ở đây. Ôn tổ. Ôn. Ông ấy là ai nào? Ôn vật. Ôn vật đấy. Ôn vrach đúng không nào? Đấy, có phải vậy ông Dung? Hả? Ôn vrach, ông ấy là bác sĩ đấy, ông ấy là bác sĩ tác khrasok. À, thế bây giờ Thanh lại xem lại nào. À, Thanh lại xem lại nhé. À, etemaya mama. À, và chúng ta phải tìm một cái từ còn thiếu ở đây, đó là từ gì vậy? Etemaya mama. Zavut an à, thế vậy đây chúng ta thiếu cái từ gì nào? À, đây phải là gì nào? Yeyo đúng không nào đấy? À, yeyo, yeyo là cô ấy đấy. Cô ấy xuất phát từ từ ăn là đúng không nào đấy? À đó, tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn về cái này đấy. Đó, yeyo zavut an. À, thế Thanh sẽ nói tiếp nào. Anatoje. Anatoje Misetra. Anatoze vrach. Nếu mà toze thì nó phải lặp lại một trong những cái danh từ đứng trước nó, em hiểu chưa? Đấy. À, đây nó có toze đấy. À, toze thì nó sẽ phải lặp lại một trong những cái danh từ này. Đây có danh từ này thôi, đấy. Anatoze vrach. Đấy. À đó. À khá. Thế bây giờ Thanh nói tiếp nào. À nhí. Anh Toje. À, ở đây không có toze, nó chỉ có một chữ thôi đấy. À nhí Anh vra chi. Voshi À nhí vra chi, họ là những người bác sĩ. À, ông ấy là bác sĩ, bố tôi là bác sĩ, mẹ tôi là bác sĩ, vậy thì họ là những người bác sĩ đúng không nào? Đấy, chúng ta đang học số nhiều mà đấy. Đó, khi mà một cái bài tập mà người ta ra thì chúng ta sẽ nhớ lại xem là chúng ta đang học về phần gì, thì có nghĩa là người ta sẽ cho chúng ta bài tập về cái phần đó đấy. À хорошо. À, thế bây giờ Dung sẽ thử đặt tìm cái chữ này giúp thầy nào. À, etemoi. À, chúng ta đang nói đây là về đây là papa, đây là mama đấy. À, papa zavut Ilya, mama zavut Anna đấy. À, thì đến đây sẽ là cái gì nào? Đang nói về ông bố này, bà mẹ này, có nghĩa là gì? Đang nói về những người trong gia đình đấy. Thế bây giờ sẽ có thiếu mất một cái chữ gì ở đây? Etemoi. À, có anh chàng nào đây? anh trai À, anh trai thì tiếng Nga là gì? brat Etemoi brat. Etemoi brat đấy. À đúng rồi. À thế ôn. 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 À, ôn mà ở đây nó thiếu cái chữ gì đó thì có nghĩa là phải nói gì về nghề nghiệp đấy. Ôn tổ. Ôn. Nào, anh ấy là ai nào? Chúng ta đã biết những nghề nghiệp gì rồi nào. Ôn. thì Student. Ôn student đấy. À, chúng ta có thể nói anh ấy là sinh viên. À, chúng ta biết cái từ đó đấy. Ôn student đấy. À, хорошо. À, thế bây giờ Thanh thử nói giúp thầy giáo nói. Etemaya, có một cô gái ngồi đây. Etemaya kto. Tetra. Etemaya sistra. À, sistra đấy. Etemaya sistra Iana kto. Và cô ấy là ai? Student ta. Anna studentka đấy. Studentka. Anna studentka đấy. Cô ấy là nữ sinh viên. Studentka. Studentka đấy. À, ai tới già, ai tới già. Thế đây có chữ Victor. Victor là tên đúng không nào? Thế vậy thì chúng ta phải có cái hai chữ gì vào đây? Dạ phút ạ. Mẹ nhà giá vụt đấy. Đây phải là mẹ nhà. Mẹ nhà giá vụt đấy. Mẹ nhà giá vụt Victor đấy. Mình nhà Zavut Victor. Và tôi là ai đây? Yakto.
Dạ, cũng là sinh viên đấy. À, chúng ta lấy cái từ student xuống đấy. Dạ, tôi là student đấy. Dạ, tôi là student. À, thế như vậy qua đây chúng ta thấy là gì nào? À, trong một cái bài ngắn ngắn này đấy. À, trong bài ngắn ngắn này, à, chúng ta có cái gì nào? À, chúng ta có tag, значит, những cái từ gì? À, Dung xem là có từ gì với em là mới nào? À, có từ gì mới nào? Nó đâu rồi? À, em thấy có từ gì mới? Nó có từ gì là mới đối với mình nào? Vrach đấy. À, Vrach đúng không, là ông bác sĩ này đấy. Vrach đúng không nào? Số nhiều là gì? Số nhiều của Vrach là gì nào? Vrach chi, Vrach chi đấy. À, đó đúng không nào? À, Thanh nào, có từ gì là mới nào? Student đấy, student đúng không? Nữ sinh viên là gì nào? Student student cả đấy. À, đứng chúng ta nhìn thấy có bốn từ này chỉ nghề nghiệp này đúng không? Đấy, đó. Thế chúng ta sẽ thử đọc xem nhé. À, thử đọc bốn từ này xem nhé. À, Thanh đọc thử nào. Vrach, Vrachi, Vrachi, trọng âm rơi đây đấy. À, student, student, student cả, student cả, student cả, student cả đấy. À, student cả. À, đó. À, ta Dung đọc thử nào. Vrach, Vrachi, student, student, student cả. À, student cả đấy. À, student cả đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cách mà người ta hỏi về nghề nghiệp ở trong này, người ta hỏi như thế nào đấy. Đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta có những cái danh từ này chỉ về nghề nghiệp đấy. À, đó. Chúng ta sẽ để đây nhá. À, có những danh từ chỉ nghề nghiệp. À, thế bây giờ chúng ta muốn hỏi là anh ấy là ai? Anh ấy là ai? Kto on? Kto on? Kto on? À, đúng không? Đấy. Đó. Anh ấy là ai? À, chúng ta sẽ trả lời nào. Anh ấy là bác sĩ, ông ấy là bác sĩ. Đấy. À, kto on? On vrach. On vrach. Đấy. À, bây giờ thầy giáo hỏi Thanh là dịch giúp thầy câu là cô ấy là ai? Cô ấy là ai? Tô Anna. Anna. Tô Anna đấy. À, Thanh trả lời nào. Cô ấy là cũng là bác sĩ. Anna cũng là Anna tôi tô tôi rồi. Anna tô rồi. Vrach đấy. À, Anna tô rồi vrach đấy. À, thế bây giờ Dung dịch giúp thầy giáo câu là anh ấy là ai? Anh ấy là ai nào? Nói thế nào? Kto ổn? À, đúng rồi, anh ấy là ai? Kto ổn? Thế em trả lời nào. Anh ấy là sinh viên ổn. Student ổn. Student đấy. À, thế Thanh dịch Dung hỏi tiếp một câu nào. Thế cô ấy là ai? Kto Anna. Kto Anna đấy. Kto Anna. À, đúng không? À, thế Dung trả lời tiếp nào. Cô ấy là nữ sinh viên. Anna student, student cả đấy. Anna student cả. À, đó. Thế vậy thì đến đây chúng ta nhìn thấy đó là cái cách đặt câu hỏi khi mà hỏi về nghề nghiệp đấy. Tương tự như vậy, thì bây giờ các em sẽ có thể hỏi Dung sẽ hỏi giúp thầy giáo nào. Câu là cậu là ai? Cậu là ai? Cậu làm nghề gì? À, hỏi thế nào nào? Hỏi thế nào? Tô tươi đấy. Đúng không? Tô tươi. À, có phải không nào? Đấy. À, em sẽ hỏi là tô tươi. Tô tươi. À, đó. Thế bây giờ Dung Dung Thanh tự trả lời nào. À, tớ là sinh viên. Tớ là sinh viên, trả lời sao?
Đâu rồi? Thanh đâu rồi? Nó tắt mic rồi. Yeah, ở À. đây ạ. Dạ. Yeah, Dạ, student student. cả. Đấy, em là Yeah, con gái em phải là student cả. Đấy. Tốt tươi. Dạ, student cả. Student cả. Đấy. À, đó. Dạ, student cả. À, thì bây giờ Thanh trả lời hỏi dịch tiếp một câu nào. À, bố là ai? Bố làm nghề gì? Bố làm nghề gì? À, nói thế nào nào? tốt Tố. papa. À, tố papa. Đấy. À, tố papa. Thấy dễ không nào? Đấy. Tố papa. Bố làm nghề gì? À, thế Thanh trả lời. Bố là bác sĩ. Papa. Brach. À, papa vrach. Papa vrach. Đấy. À, đó. Хорошо. Thế bây giờ dùng dịch tiếp một câu nào. Mẹ là ai? Tô mama. À, tô mama. Mẹ là ai? Đấy. À, thế bây giờ em sẽ trả lời nào. Mẹ cũng là bác sĩ. Mama. Tô rồi. Mama tô rồi vrach. Đấy. Mama tô rồi vrach. Хорошо. À, thế bây giờ sẽ ra một câu hỏi cho hai em suy nghĩ nhé. À, hai em suy nghĩ. Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ nói ở cách một thôi. À, ở cái số ít thôi đúng không nào? À, bây giờ thì ta sẽ ra một cái câu này cho hai em tự dịch đấy, xem là ai sẽ dịch nhanh hơn nhé. À, đó. À, chúng ta, à các cậu là ai? Các bạn là ai? Các bạn làm nghề gì? À, ai trả lời được nào? Tôi tùy. À, các bạn cơ mà. Kto thì phải là gì? Kto vui. Đúng không nào? Tôi Kto vui. Đấy, à, kto vui. À, thế bây giờ Thanh trả lời nào. Kto vui. Mười. Mười. studium. Stu. Diễn. Tươi. À, đúng không? Phải là số nhiều mà. Đấy. À, đúng. À, stu diễn thì là số ít. À, số ít. Và khi mà muốn nói số nhiều để cho tương đồng, đây là mười. À, người ta đã có sẵn ư đây rồi. Đấy. Chúng ta thêm ư vào đây là xong thôi. À, đúng không? Mười stu diễn tươi. Đấy. Mười stu diễn tươi. Đấy. À, thế bây giờ sẽ ra câu hỏi khó hơn một chút nữa. Đấy. Câu hỏi này của các em nào, câu hỏi này của các em sẽ là bố mẹ làm nghề gì? À, bây giờ Dung sẽ dịch câu bố mẹ làm nghề gì nào. Bố mẹ làm nghề gì? Bố Nó cả bố cả mẹ đấy. Bố mẹ làm nghề gì? mẹ tố mama y papa. À, đúng rồi đấy. Tô mà mấy papa đấy. À, đó. À, thế bây giờ các bạn sẽ phải trả lời là họ là bác sĩ. Dung trả lời luôn là họ là bác sĩ. Họ là gì? Anh À, nhỉ. Vrachi. Vrachi. À, nhỉ Vrachi. Đấy. À, đó. À, đứng trên nào. À, nhỉ Vrachi. Đấy. À, thế ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? À, đây chúng ta nhìn thấy có một loạt những câu hỏi và trả lời. Đấy. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời nào. Đấy. À, đó. Bây giờ Thanh sẽ hỏi và Dung sẽ trả lời nào. Thanh hỏi trước, Dung trả lời. Cứ liên tục nào. Nó. Tươi. Nó. Dung trả lời nào. Dung đâu rồi? Dạ. Trả lời nào. Trả lời Thanh hỏi bạn nào. Tốt tươi. Em trả lời sao nào? Dạ. Dạ, student cả. Đây, em nhìn đây, em đọc này. Đấy. À, tốt tươi, dạ, student cả. À, Thanh hỏi tiếp nào. Papa врач, хорошо. Tiếp theo nào. Đã. Тоже врач, хорошо. Кто вы? А кто вы? Кто вы? Мы студенты. Да. Tiếp theo nào. Кто мама и папа? Да. Они врачи. Они врачи. Đấy. Они врачи. À, thì như vậy vừa rồi chúng ta đã thực hành hỏi bằng những câu rất đơn giản. Nhưng mà hỏi về cái gì đây nào? Hỏi về nghề nghiệp. Đấy. À, đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần này là phần khó hơn một chút nữa. Đấy. À, tạc à, à, tạc xin lỗi các em, chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khác nó dễ hơn cho các em đấy.
Đó. À, cái phần này chúng ta sẽ để sau. Tác, phần này chúng ta sẽ lui lên đây nhé. Tác, lui lên đây. À, tác vụt. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ xem. Hôm nay chúng ta đã xem gì nào? À, danh từ, à, số ít và số nhiều rồi, đúng không nào? Đấy, chúng ta đã biết à, cái cách chuyển đổi từ danh từ từ số ít sang số nhiều. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem một cái khái niệm gì mới đối với chúng ta ở trong cái này. Đấy, à, đó là danh từ, nó là giống đực, giống cái và giống chung. Đấy, đó. À, trong cái phần này chúng ta sẽ củng cố lại cái kiến thức thế nào là danh từ giống đực, thế nào là danh từ giống cái và thế nào là danh từ giống chung, và nó được đại diện sang các đại từ như thế nào. À, đây lại là một hiện tượng ngữ pháp mà tất cả chúng ta khi nói tiếng Nga chúng ta phải nắm rất vững. Đó là gì? À, khi chúng ta muốn nói một cái danh từ nào đó thì chúng ta phải biết đó là danh từ giống đực hay là giống cái hay là giống chung. Để làm gì? Bởi vì trong tiếng Nga ấy, à, trong tiếng Nga nó có các từ loại này: danh từ, tính từ, đại từ sở hữu, đại từ nhân xưng và số từ. Những cái từ loại này nó biến đổi theo cái giống của cái danh từ này. Đấy. À, đây danh từ nó biến đổi. À, danh từ là giống đực thì tính từ nó cũng phải là có đuôi giống đực. Đại từ sở hữu nó cũng phải có đuôi giống đực đấy. Cho nên là khi nói chúng ta phải đặc biệt xác nhận được đó là danh từ giống đực hay là danh từ giống cái hay là giống chung. À, vậy thì nhắc lại, danh từ giống đực sẽ được đại diện bằng đại từ ôn. Ôn là anh ấy đấy. Đó. À, các danh từ mà tận cùng bằng à, phụ âm. Chúng ta nhìn thấy đây tận tận cùng phụ âm đấy. Đó, đó là danh từ giống đực này. Danh từ có thể tận cùng bằng một dấu mềm này. Đấy. À, danh từ có thể tận cùng bằng à, đuôi y, à, một phụ âm y, y mà có cái dấu ngoặc bên trên đấy, đó, mút dê trăm vài. À, danh từ giống cái thì sao? Đối với danh từ giống cái thì có cũng có ba dạng đuôi. Dạng thứ nhất là có đuôi a, komnata, kniga, fabrika. Dạng thứ hai là danh từ có thể có dấu mềm đấy. À, danh từ có dấu mềm này bắt buộc chúng ta phải nhớ. Ví dụ chúng ta có từ chitra, từ quyển vở, chúng ta phải nhớ đó là danh từ giống cái đấy. À, dạng đuôi thứ ba là đuôi à, danh từ có ya, đuôi ya, à, chúa cha, photographia, photographia, à, đó thì là dạng danh từ có đuôi ya, đó là danh từ giống cái đấy. Tiếp theo, à, dạng danh từ giống chung thì có hai dạng đuôi ô và đuôi ye. Đuôi ô akno, đuôi ye cà phê, đuôi ô pismo miesta, đuôi ye platie, gia đà đấy, gia đà là một bài tập đó. Như vậy thì Arcano đó là một cửa sổ đấy, đó. Chúng ta nhìn thấy đây là gì nào? À, các danh từ giống được được đặc trưng bằng ôn, các danh từ giống cái đặc trưng bằng Anna, Anna là cô ấy. Các danh từ giống chung được đặc trưng bằng đại từ Ano, Ano chúng ta dịch là nó đấy. À đó. À, thế như vậy đến đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì nào? Có hai có loại danh từ mà chỉ động vật. Danh từ chỉ động vật có thể là giống đực hoặc là giống cái đấy. À, nếu danh từ chỉ bất động vật thì nếu danh từ có phụ âm đứng cuối nó là giống đực, có dấu mềm đứng cuối có thể là giống đực, và có phụ âm y đứng cuối là giống đực. Nếu danh từ chỉ bất động vật có đuôi a là giống cái, có từ dấu mềm có thể là danh từ giống cái, và có đuôi ia là danh từ giống cái. Thế thì đối với danh từ mà chỉ động vật thì sao? Đối với danh từ động vật thì tất cả các danh từ mà chỉ đàn ông thì là danh từ giống đực. Các danh từ chỉ phụ nữ là danh từ giống cái. Đấy. Tương đương như vậy, danh từ chỉ cái con chó đực, con mèo đực thì nó là giống đực. À, chỉ con chó cái, con mèo cái là giống cái. Đấy. À, tương tự như vậy, đối với con bò, con ngựa, con lợn vân vân nó đều như thế hết. Đấy. Đó. Thế vậy thì đó là cái cách xác định. À, nếu chúng ta biết nghĩa của nó, nếu mà chỉ đàn ông thì đó là danh từ giống đực. Nếu chỉ phụ nữ thì đó là danh từ giống cái đấy. Thế còn đối với các danh từ giống chung thì sao? Các danh từ giống chung thì nó chỉ đồ vật thôi, cho nên là nó có hai cách xác định, hoặc là đuôi ô hoặc là có đuôi ye, thì đó là danh từ giống chung đấy. Đó. À, thế bây giờ đối với các danh từ giống đực thì sẽ có câu hỏi kto eta, kto eta, đây là ai? Đối với các danh từ giống đối với danh từ chỉ bất động vật thì có các câu hỏi sto eta, sto eta, đây là cái gì đấy. À, đó. Bây giờ để có thể là khẳng định lại một lần nữa thì đây thì ta đã viết ra đây cho các em cái định nghĩa này. À, đối với các danh từ giống đực chỉ đàn ông thì là danh từ giống đực, với cái danh từ giống cái là danh từ chỉ phụ nữ đấy. À, đó. Thế còn đối với các danh từ giống đực thì lúc nãy chúng ta đã nói rồi đấy.
Danh từ giống cái đuôi như nào nói rồi, danh từ giống chung đuôi như nào nói rồi đấy. Đến đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cái ví dụ tập hợp đối với tính từ và đại từ sở hữu. Khi đi với các danh từ giống đực, nó sẽ có đuôi ơi, đuôi ôi, ê tờ môi, nô với, môi là của tôi, nô với là mới đấy. Đó. Bây giờ thầy giáo sẽ nói từ đồm. Đồm, các em xác định được đó là danh từ giống đực. Và các em sẽ phải nói là ế tơ môi nổ với đồm. Đấy, đó. Nếu thầy giáo nói com nà tà, đấy là danh từ giống cái. Chúng ta xác định được bởi vì sao? Nó có đuôi A. Đấy, com nà tà là danh từ giống cái, chỉ bất động vật. Như vậy chúng ta phải nói ế tơ mài giá nổ vai a com nà tà. Có nghĩa là gì? Đây là căn phòng mới của tôi. Đấy. Bây giờ thầy giáo sẽ cho một danh từ giống chung. Akno. Akno là cái cửa sổ. Đấy. Akno. Lúc đó thì em phải nói etemayo no với akno, đây là cái cửa sổ mới của tôi đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau rèn luyện, trước hết là rèn luyện cách nói những cái tờ hợp này. Bây giờ mời bạn Dung nói trước nào. No với. No với. Môi no với. Môi no với. Etemoi no với. Etemoi no với. Dom. Dom. Это мой новый дом. Это мой новый дом. Bây giờ thầy giáo nói một danh từ don't. Em phải nói đầy đủ. Это мой новый don't. Đúng không? Đấy. Nói thử một một từ nữa nào. Друг. Друг. Это мой новый друг. Это мой новый друг. Đấy. Đó. Это моя новая юбка. Đấy, юбка là cái váy. Cái váy đây là cái váy mới của tôi. Đấy. Thế Thanh nói thử nào. Thanh nói thử nào. Комната. Это моя новая комната. Это моя новая комната. Đây thì ta viết thiếu chữ M. Đấy. Комната. Đấy. Phải viết là комната, đúng không nào? Комната, хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã làm gì nào? Chúng ta đã cùng nhau học xong về một cái phần mới rất quan trọng, đó là gì? Đó là danh từ số ít và số nhiều. Đấy, chúng ta đã biết cách nói số ít và số nhiều rồi. Thế thì bây giờ, em muốn hỏi gì nào? Khi các em muốn nói tiếng đúng thì các em phải xác định được giống của danh từ. Tại sao lại phải xác định giống? Từ nãy giờ chúng ta có nói giống đực, giống cái, giống chung. Các em bảo, ôi thầy nói giống đực, giống cái, giống chung thì nó làm sao? Đấy. Bởi vì là thế này này. Bởi vì là các danh từ chúng ta phải xác định được, thì chúng ta mới biến đổi được cái đuôi của tính từ đi theo nó. Đấy. Trong tiếng Nga nó có một cái quy định rõ ràng là gì? Nếu danh từ giống đực thì tính từ có đuôi giống đực. Đại từ sở hữu phải có đuôi giống đực. Đấy. Đây là đuôi giống đực này, môi. Tính từ này. Nổ vui, đuôi ươi. Đấy. Nếu danh từ giống cái thì nó phải có aya, maya. Đuôi tính từ là nổ và ya. Đấy. Nếu danh từ giống chung thì nó phải có đuôi mayo. Và nó sẽ có đuôi tính từ là nổ với ye. Đó là quy định như thế. Đấy. Đó. Tại sao nó biến đổi như thế? Thì chúng ta biết đây là giống đực này, giống cái này, giống chung. Đấy. Đó. Thì như vậy ở đây chúng ta mới học đây là hiện tượng. Các em hiểu chưa? Học đây là học hiện tượng. Sau đó để làm gì? Sau đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn. Chúng ta sẽ hiểu được rõ hơn nhé. Đấy, хорошо. Hiểu chưa nào? Thế bây giờ thì ta sẽ gửi cho các em những cái hình ảnh này nhé. Đó, để làm gì? Các em sẽ có thể tham khảo đấy. Tí nữa thì ta sẽ nói là tham khảo nó như thế nào. Tác vụt. Cái thứ hai nữa là cái hình ảnh này đấy. Tác. Hình ảnh này. Đó, thì ta có cái hình ảnh này. Bây giờ có cái hình ảnh này yêu cầu các em là gì nào? Các em sẽ viết ra đôm. Và các em sẽ biết đây là giống đực hay là giống cái hay là giống chung đấy. Và nghĩa của nó là gì? Đây là cái bảng để cho các em học nghĩa của từ đấy. Đó, nhất trí chưa? Đấy. Đó. Sau thì nó sẽ kiểm tra các em là các em học ý nghĩa của từ đến đâu, xem có nhớ được hết không nhé. Tất nhiên là thầy giáo không yêu cầu các em nhớ hết đâu. Đấy. Đó. Học được đến đâu thì học, mà không có thì chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần chúng ta sẽ nhớ đấy. Tất nhiên là gì? Khi học thì chúng ta cố gắng thôi, nhớ được càng nhiều càng tốt. Хорошо. Đấy. Ладно, спасибо. Thế cảm ơn các em, và bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Đấy. Đó.
Bài này chúng ta thấy là từ mới nhiều cho nên là các em cố gắng học bài tập về nhà cho các em là cố gắng viết từ nhé. Viết từ và học ý nghĩa của từ mới. Cảm ơn các em và hẹn các em trong giờ học sau. Spasibo, tôi xin đoạn nhé. Chào các em nhé. Chào các em. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.